Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Nam ơi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục anh em mình con em ơi nha anh em. Và sắp ra đây thì thiên hạ là nhất ba mọi người. Đó là Khải cũng tranh thủ anh em mình up event đỡ up cấp đã đại đầu tiên. Như là up phi phân này nọ đỡ chuẩn bị công thành nha mọi người. Đỡ chuẩn bị thiên hạ là nhất ba chứ. Đây ok, Khải sẽ bận xếp đồ lên cho anh em xem con em mây trưởng của Khải ra sao. Rồi đây, Khải bận đồ đâu đó rồi, chúng ta anh em mình là vui nha. Chứ bận xếp hồng ảnh nó tăng 100% kinh nghiệm cho nó không có tăng may mắn đâu nè. Rồi, hiện tại anh cũng đã anh quá tử rồi. Giờ thì bận đồ bơ ca vô, nó cho nó đẹp trai tí rồi anh em mình cho nó sướng rồi nè mà. Rồi, xếp đồ của Khải nè mà. Đồ của Khải thì 80 chậm, 80 thì em cũng động và full khăn lôi. Thì khăn lôi thì cũng nghe mấy trưởng thì nó chưa được như vậy nữa nè. Tại này thì đang không kháng cảnh 5 là 10. Đang thiếu vị phong thôi, Khải vẫn đang tìm vị phong nha mọi người. Đây, giờ Khải sẽ bật auto lên cho anh em xem thì cái con này nó đang bật skill khá là ổn. Đó, kháng cả nè. Ai sẽ đồ. Đây là nghe mấy trưởng nha nè, con này nghe mấy trưởng nha nè. Rồi, ok. Bây giờ Khải sẽ ăn cũng như là kiếm căn khôn úp vào con này nha nè. Rồi. Giờ ba lan nhận cái con chim coi thử nhận chưa. Các hạ đã nhận hưởng này rồi. Các hạ nhận hưởng này rồi. Ok, con chim thì đã nhận rồi nè mà. Ok, không sao. Bây giờ Khải sẽ úp cái bình cho nó. Rồi, chiến thôi. Chủ yếu tìm up cốc đầu tiên, cái thứ hai là tìm phi phong nè mày. Ôi, được cái gì đây? Pháo. Rồi, 700 cái. 300 cái rồi, chưa có một cái gì gọi là nè mày, thì tinh, quất tử. Ôi, cho ra 20, 21 hộp thì cũng như lẹ nè. May mắn rồi, cánh cái may mắn nè. Rồi, thiên sơn nè. Rồi, hiện tại quốc tử thiên sơn là đủ nha nam. Một viên tinh hồng. Tinh hồng lộ 50 cái này. Chứ là hám. Úp cái này chắc úp lên 122 nữa nè. Cái này sẽ úp lên 122. Phong có một cái thiệp kỹ năng tiềm năng luôn. Đủ viên tinh hồng. May mắn 400. May mắn, may mắn. Ở video trước em cũng biết rồi thì mùa event này thì nó cũng tương đối không khác gì mùa event trước này mà. Nó sẽ được tổng thể là 16 tỷ kinh nghiệm và kèm với những cái vật phẩm là khá tương đối giống nhau. Nó chỉ khác là khác cái vòng sáng thôi mọi người. Như đây, mảnh bông tiêu 7. À, đồ. À, tưởng bắn mục tiêu 2 là về bờ rồi nè. Bắn mục tiêu 2 là về bờ rồi. 7 nha. Đồ lần này anh nhiều mới có 2 viên tinh hồng ta. Một thiệp tiềm năng. Thiệp tiềm năng. Trời ơi, bán hộp này quá trời. Cái này là bài hồng ảnh vứt đi. Cái này trước còn đi ép được một món hồng ảnh nè. Nhưng mà tầm này thì cho cả bộ full 100% rồi. Nên là không cần thiết lắm. Thiệp gì đây? Kỹ năng một thiệp, kỹ năng một thiệp tiềm năng. Được 500 xu rồi đó. Thêm thiệp, kỹ năng nữa, ok. Thêm bộ tiềm năng nữa cho đủ bộ ạ. Rồi, full. Rồi, ok, chúng ta cùng tổng thở thử lời lỗi cho anh em xem nha. Khai sẽ về giao bớt một số như là quá tử đại. Ôi, tức là không có con lần bài boss nào luôn. Vãi cả trướng. Anh hết 1.000 cái không có lần bài boss luôn em ơi. Vãi nồi vậy. Vãi cả đấy. Toàn quá tử không. Ok, rồi. À, quá tử là mấy bình này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 bình là khoảng 300 xu. Hoặc còn 400 xu đi. Bình 40 xu là 10 bình 400 xu. Tiền thuốc lộ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 là cộng 20 xu một bình là 2240. Là thu được 640 rồi. 640 đúng không? 640 2 viên tinh hồng. 2 viên tinh hồng là 300. Một viên 150 xu, 300. 300 còn hóng bánh thạch 100. 940 cộng 100 là 1040 xu. Thì tinh 20 xu. Tinh 20 xu thì thu được 1060. Rồi hết hàng rồi em ơi. Trời ơi, hai cái thiệp, thiệp này ba thiệp được 750 xu. Là khả thu được 1800 rồi. Ok. À, hai viên bình tiền thua lỗ này. 1 2. Hai bình tiền thua lỗ 40 xu nữa. À, bỏ mấy phú dương vào này luôn. À, phú dương làm giá tổ đi. Là được 1850. Ok, trọng rương rồi nè. Ủa, phun rương chờ. Lạ này mà phun rương mà quả đáy rồi. Phun rương đây mà, vãi trướng. Lại nè. Chọc rương. À, tính là sao được 1800 đúng không? 1850. Rồi, sống này cho lên hết chọc chỗ tính tiếp nè. Vấn đề là tìm phi phong ở 50 túi kia nè. Được không? Rồi. Mấy mấy cái này dụng bước đi. Chật chỗ. À, cánh cái này tiềm năng nè, kỹ năng nè, tiềm năng nè, full full nha anh em, ếch này full này, một một thứ hai bộ full này. Duyên thì tinh, máy này tính tiền rồi nè, hay như tinh hồng tính tiền là bỏ vô nè. Rồi. Ok, giờ chúng ta sẽ mở 50 cái túi nha nè. Cô cái này đó. Chiu. Rồi, càng khôn. Kháng tất cả. Một bình nào kháng cả. Chúng được được bộ này được một kim rồi nè. Đó, một thứ 500 xu nè, 15 ngày. Một cái 500 xu. Thì khá được ở đây là một ca nữa đi. Là 2008. Khui. Trời ơi, giá tiền nhu tình. Chán gần không? Khui. Không minh thạch nữa. 100 xu nữa. 2009. Rồi bộ hồng ảnh không cần nói nữa mà. Bộ hồng ảnh này free 100% rồi. Con nào cũng mát rồi. Bỏ vô đây. Dư thêm một bộ này nè. Đó, bỏ vô khỏi chặt rương. Phá thiếu nhi. Thiếu nhi tí cho đường bộ cánh. Rồi đỡ người ít băng hỏi cá nhân. Mình bánh sốt nè. Mình bánh trở lại cái bánh. Rồi. Giờ đến vấn đề tiếp theo là tìm 50 bao lì xì nè em ơi. Cố gắng tìm phi phong ơi. Nếu như không có phi phong luôn nè em ơi. Vô. Phi phong đâu? Tìm phi phong kỹ năng nổ cho nó vui anh em. Cái cả 10 đúng rồi. Chú vui này. Đây là cái quan trọng ra phi phong rồi nè em ơi. Cố lên. Phi phong đâu? À đưa cho hai phi phong nào. Một viên tinh hồng. Tinh hồng nữa đủ một thiệp tiềm năng. Hoàn toàn đủ xanh bắt vào rương. Trời ơi, không có một phi phong luôn. Chán chú, chán gần luôn, không có phi phong luôn nè. Đừng nói mà có giờ anh đâu nha. Anh không ra luôn à? Không ra luôn, em chịu rồi. Ôi hình hát được kháng cảm thôi. À tất cả rồi, ngon, ngon. À, chua thật sự, em ăn hôm nãy giờ là ba ạc là đúng được một phong các cả 10. Ôi hồi chán. Ôi cái này được 7 ngày luôn ngon. Ôi em chưa có phong luôn anh. Ôi nhiều khổ. Tất cả 10 bán anh đi.
Em không có xài, giờ bán anh lấy giùm xài. Mấy cái ạc mà anh làm cái đồ thì nên mang cả 10 đô. Em còn lắp con đường môn anh, mà giờ không phi không có đường môn. Đường môn cần tất cả, đường môn phải lấy môn kỹ năng chứ. Đường môn phải kỹ năng kia. Mà vấn đề giờ tìm không có phần kỹ năng, giờ phải bục với nó cơ tớ hay sao giờ. Em cứ để cái phi phong thắng tất cả đi, đừng lắp cho con đường môn. 7 ngày lận con này, cái của em 7 ngày luôn á. Ừ, thế thì bán lại cho anh đi xong rồi lại ăn đi phân tiếp. Em anh ba ạc rồi. Thôi bây giờ này, bây giờ anh Thành cứ kiếm em phi phong kỹ năng rồi cái gì cháu đổi nhau bù trừ, em bù trừ cho cái này 7 ngày á, thì anh cứ xếp xếp thử anh mua được phi phong kỹ năng một cấp á, anh đổi cho em là ok luôn á. Ok không? Cái này 7 ngày đúng không anh? Ờ ok. Đúng okay, không? Okay, thì anh mua được một cái kỹ năng này 3 kim. Một cái kỹ năng 3 ngày đổi lại là em. Đổi lại cho em rồi, em bù thêm kim cho anh như thế nào đó thì hợp lý là anh em hợp lý luôn á. Ok ok. Ok nha. Cái 7 ngày đổi 3 ngày rồi. Ok anh rồi, ok anh chốt đợi anh. Thì sự là rất là hiếm. Khải giúp anh này, Khải giúp anh cái vấn đề này. Được anh. Bây giờ là cái con Zoli Ngami với cả con Ngami. À, ok anh em ơi, phi phong này thì được 7 ngày nha. Thì Khải sẽ cháu đổi với Khải sẽ lấy một phi phong kỹ năng một cấp nha. Phi phong đó đây 7 ngày chắc cũng được hơn 2 kim nha. Thì bây giờ Khải sẽ nghiên cứu một phi phong kỹ năng khác. Nói chung là pha vừa rồi cộng được phi phong kỹ năng phi phong kháng cảm 10 cộng 2 kim nữa. Thì Khải sẽ có cho mình đó là 4 kim chính rồi. 4 chính kèm với cái thằng khôn này, hiện tại bây giờ là 3 kim. Đó, cộng 3 kim. Thì Khải là có là 7 kim chính. Đó, ok chưa? 7 kim chính. Nói chung là tầm anh ngạch này lỗ này mà. Hai chiếc tinh hồng là 3 kim xu nữa. Anh ngạch này thì không lời rồi. 3 kim xu là 8 kim 2. Hôm nay thì ấy cái này lỗ một kiểu mấy rồi mà không nhỉnh bằng ngạc trước. Ok nhưng mà không sao. Anh Evan thì hơn xui mọi người ơi, bỏ 10 kim ra thu lại được hơn ấy này thì hơn được 60%, gần ước 122, gần ước 122 và máu me lên đầy đủ này mày, và dòng kháng tính này nó là ok hết rồi. Kháng đâu rồi, kháng này đó, đây là kháng mới ngày 13 tháng 6 đó. Chung cái này hôm nay cũng cộng rồi, cái này bù được một kim cộng rồi nè. Nói chung là không có thành được 100 xu nữa. Nói chung là tổng thu cả thu được khoảng hơn 8 kim rưỡi. 8 kim rưỡi nha nè. Thu được 8 kim rưỡi. Và cái cá nhân này 500 xu nữa được 9 kim. À, 500 xu nữa cá nhân này chưa tính nè. Được 9 kim rồi. 9 kim rồi đúng không? Cái này được thân anh phụ 1 tháng nè. Một cái 7 ngày nè. Cũng được. Nói chung là bỏ 10 kim thì thực sự thu lại 9 kim là tương đối nè em ơi. Up cấp cho anh này nọ thì không lỗ nha mọi người. Đó, lỗ thì lỗ trên tính toán thì anh em lỗ bằng tiền xu thôi. Nhưng mà anh em lời ở hướng kinh nghiệm cho anh khá là nhiều nha mọi người. Hiện tại khả năng để dành điểm phong độ được qua tháng hay up nè. Đó, tại vì khai mát 130 ọp rồi. Bây giờ khả để dành nè. Rồi ok. Cảm ơn em đã theo dõi video này và đừng quên để lại cho Khải lần anh Evan cho con Ngami trưởng của Khải này một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Và chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye mọi người. Kính chúc em một ngày mới vui vẻ nha. Đừng quên để lại cho Khải một đăng ký kênh cũng như là like chia sẻ ủng hộ mạnh nha anh em. Bye bye.